Hai các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Đinh Lăng Food and Horror trong chương trình kể chuyện ma của Tân ngày hôm nay nha. Thì câu chuyện của ngày hôm nay là một câu chuyện đặc trưng cho bùa chú, cũng như là Tân sẽ giải thích rất nhiều về bùa chú ở trong câu chuyện của ngày hôm nay. Câu chuyện này nó giống như là một cái dẫn chứng để các bạn hiểu rõ hơn bùa chú là gì. Trong cuộc sống chúng ta, những người Việt cũng như là người Hoa họ sử dụng bùa chú từ khi nào. Thì câu chuyện này nó bắt nguồn từ một người phụ nữ sống ở ngay biên giới ở phía Bắc của mình. Thì là phía Bắc mình các bạn cũng biết rồi là có đường biên giới với Trung Quốc. Thì cái người phụ nữ trong câu chuyện của mình thì chị này khi mà lấy chồng rồi sau đó cùng lập nghiệp là hay buôn hàng quần áo và mỹ phẩm là từ bên Trung Quốc qua Việt Nam cũng như Việt Nam qua Trung Quốc. Thì trong quá trình làm ăn như vậy thì chị này gặp một chuyện không may, đó là chồng của chị bị tai nạn và chết. Thì lúc này người Trung Quốc những người bạn hàng Trung Quốc thì họ mới nói với chị là nên mời một người thầy về để mà gọi hồn anh này về, để mà hỏi, giống như là hỏi về cái vấn đề là ảnh có giấu tiền bạc hay là tài sản ở nơi nào mà khi mà ảnh chết ảnh chưa kịp trăn trối hay không. Một phần là chị rất là khó khăn vì chị đang mang bầu 4-5 tháng đó, mà nếu như bây giờ mà có được cái số tiền đó thì là chị cũng là trang trải được nhiều so với cuộc sống của mình. Thì chị này chị đắn đo, chị suy nghĩ thì chị mới đi tìm một ông thầy người Trung Quốc về để mà gọi hồn chồng mình lên. Thì khi gọi hồn chồng mình lên thì ổng gọi được. Thì cái hình thức ổng gọi là ổng vô trong nhà của chị này, ổng viết lên một cái tờ giấy phong mà màu vàng, một cái dòng chữ đỏ ở trên đó. Rồi sau đó là ổng để trên bàn thờ ba cái tờ giấy bùa giống như vậy. Ổng nói lại những cái sợi dây cước đỏ ở trong nhà đó. Thì lúc này ổng mới nói là sau khi ổng làm chuyện đó rồi thì ổng mới nói là khi mà ổng ra đó, ổng sẽ mở cái cửa rào ở ngoài đó, thì chị cứ ngủ trong phòng và tối anh này sẽ về. Thì lúc này cái cô này cũng mới ngủ trong phòng như lời mà ổng nói. Thì đúng là tối anh này ảnh về, ảnh đã nói chuyện với cổ và anh chỉ cho cổ là cái chỗ để mà ảnh khi mà ảnh làm ăn buôn bán ảnh có giấu tiền ở đằng sau nhà đó, thì em ra đó em lấy để mà có tiền trang trải và nuôi con. Nhưng mà là người chồng dặn cái cô này nhưng mà khi mà lấy tiền xong thì em bán nhà và bán hết tất cả mọi thứ đi rồi em vào trong Nam này lập nghiệp, chứ em đừng có làm ăn ở đây nữa, tại vì cái công việc ở đây không thích hợp cho người phụ nữ đi qua đi lại biên giới như vậy rất là cực. Nếu mà còn anh còn sống thì anh có thể giúp được cho em, chứ còn anh đã mất rồi thì một mình em không gồng gánh được. Thì sau cái lần trở về đó là cổ rất là tin vào tâm linh và tin vào bùa chú, và đặc biệt là cổ cực kỳ có tin bùa chú có thể giúp được cho cổ là gặp lại người thân, những người thân yêu của mình. Thì cổ bán nhà, cổ đem cái số tiền đó và cổ vào Nam, là vào Sài Gòn mình, cổ lập nghiệp. Thì cổ sống ở trong một cái khu nhà ở quận 5 của mình. Thì Tân không có tiện tiết lộ cái khu nhà này, nhưng là một cái chung cư rất là cổ cũng như là cũ của sống ở đây. Thì với cái số tiền bán nhà cũng như là số tiền dành dụm của người chồng của riêng cổ thì cũng đủ mà tạo dựng một cái sự nghiệp là nho nhỏ, có nghĩa là bán bánh cuốn ở ngoài trước cái cửa hẻm của mình. Và cổ đẻ con, cổ nuôi con lớn. Thì khi mà sự việc nó đang bình thường như vậy thì lại không may cho cổ một lần nữa. Phải nói là số phận đến với cô này rất là hẩm hiu, là con của cổ khi mà lớn lên thì là con của cổ là bị bệnh, dạng giống như là bị sốt rồi con của cổ chết, không có cứu chữa được. Thì là các bạn biết rồi ha, một con người mà trải qua hai cú sốc, một là chồng mất khi tai nạn, hai là còn có người gọi là giống như là cái giọt máu giữa hai người với nhau là đứa con, mà bây giờ mà cổ tự trách bản thân mình là tại sao sinh con ra, nuôi con đến cỡ đó rồi mà không thể giữ được cái con của mình mà để nó sốt mà nó mất như vậy. Thì lúc này cổ một lần nữa cổ suy nghĩ đến chuyện là cổ dùng bùa chú để mà cổ giữ con của mình ở trong nhà, chứ không phải là kêu con của mình về như là lúc đầu kêu chồng, mà là giữ con ở trong nhà. Thì lúc này mới xảy ra chuyện là cổ không có cái cuộc sống nó đủ để trang trải thôi. Đủ trang trải, mình nghĩ các bạn cũng đủ hiểu. Cái số tiền dù cho 100, 200 triệu, 300 triệu có thể làm cho các bạn thoải mái trong cuộc sống,
thoải mái là gì? Các bạn đi chợ ăn ngon hơn chút, các bạn có thể đi uống cà phê thoải mái một chút, nhưng các bạn vẫn phải lao động kiếm tiền. Đó là các bạn nào đang làm văn phòng hay là có công việc ổn định. Còn những người nào mà buôn gánh bán bưng á thì thực sự rất là khó khăn ha. Số tiền vài trăm triệu mà khi mà xảy ra một cái sự cố về sức khỏe hay là bất cứ cái gì thì cái số tiền sẽ đi rất là ngay lập tức. Cho nên là cổ cũng không có còn nhiều tiền để mà cổ mời thầy, để mà cái đám ma diễn ra xong là cổ không còn tiền để cổ mời thầy để mà gọi cái hồn của con cổ về và giữ con cổ trong nhà. Cổ không có đủ tiền làm chuyện đó, thì cổ mừng tượng lại những cái phong tục của người Hoa và những cái cách làm việc của cái ông thầy đã từng gọi hồn chồng của mình, và cổ làm lại nghi thức đó một lần nữa. Cổ đi ra chỗ giấy tiền vàng bạc á, cổ mua hết tất cả những gì mà cổ đã nhìn thấy, hoặc những thứ cổ không nhìn thấy á thì cổ cũng ráng cổ tạo ra bằng giống như là bằng tay á, mà bây giờ ta gọi là homemade, cổ tự tạo ra. Thì cổ làm lại nghi thức đó y chang như vậy đó. Và đêm hôm đó cổ đã nghe tiếng trở về. Thì khi mà trở về á thì không phải giọng của con của cổ mà là giọng của một người đàn ông. Và người đàn ông nói với cổ á là anh có thể giúp cho em có một đứa con khác, em không cần phải buồn nữa vì con em nó chết rồi. Thì khi cổ nghe cái sự việc đó, cổ rất là sợ. Thì cổ biết là cổ không gọi được con của mình, mà cổ đã mở cái đường để cho quỷ về hay là một cái linh hồn nào khác không phải là người thân của mình. Thì cổ đã la hét đập phá và cổ bỏ cổ chạy. Thì khi cổ chạy như vậy á thì cả xóm của cổ ai cũng nghe được cái điều đó hết. Cho nên là xóm của cổ ùa ra và cổ kể cái sự tình này lại. Đó, khi cổ kể sự tình này thì sớm cổ cũng rất là hoang mang, nhưng mà người ta không có tin. Người ta nghĩ là đây là cái cô này á, là cổ bị cái trường hợp giống như là bị tâm thần khi mà con mất á, cho nên nói sản. Người ta không có tin, nhưng mà người ta vì thông cảm, thương cảm cho cái cô này, cho nên là người có một số nhà của mấy cái bà thím á, mà giống như là người ta neo đơn, người ta không có chồng, có con á, thì cho cổ qua ở nhờ một thời gian. Thì chính vì cái thời gian ở nhờ đó cho nên hàng xóm bắt đầu về đêm á là họ nghe cái tiếng người đàn ông này cười trong nhà. Ổng cười trong nhà và ổng nói là trả cổ lại cho ổng. Cổ đã gọi ổng lên thì phải trả cổ lại cho ổng bằng mọi giá. Thì bắt đầu hàng xóm người ta nghe. Người ta nghe bắt đầu người ta nhìn thấy đèn chớp tắt, rồi cũng như là những cái mùi hôi thối từ trong căn nhà nó bốc ra. Thì hàng xóm bắt đầu người ta tin, vì xung quanh người ta cũng là người Hoa đó. Người ta bắt đầu người ta tin, rõ ràng người ta tin, thì người ta mời. Thì lúc này người ta mời một thầy tu, có nghĩa là một thầy chủ trì tới, chứ người ta không mời thầy pháp. Thì sự việc là như này, trong đó cho bạn hiểu tại sao có người mời thầy pháp mà có người lại mời thầy tu. Là Việt Nam mình á là có hai cái nguồn tôn là gọi là tôn chỉ tôn giáo, có nghĩa là họ sử dụng bùa. Thì á một bên á là đạo lão, có nghĩa là lão tử, còn một bên á là đạo Phật, là họ có những cái bùa chú khác nhau để mà sử dụng triệt hạ những cái hồn ma quỷ khác nhau. Thì bên chánh pháp hay bên tà pháp họ đều có bùa chú hết. Thì đó, cái cô này á, khi cái người thầy chủ trì này tới á, người thầy này mới nhìn vào cái nhà, nhìn vào bàn thờ và nghe cái cô này nói lại cái sự việc là cổ đã gọi hồn như thế nào. Thì lúc này á, người thầy cái này chủ trì này mới nói á là hãy tìm một người cũng là tu nhưng mà tu theo đạo lão, có nghĩa là lão giáo, thì người đó sẽ có cách giải, chứ còn thầy sẽ không có giúp được vì thầy không có đủ đạo và cũng không có hiểu về đạo giáo, về lão giáo đó. Thì lúc này là phải mời một người thầy là thầy pháp. Thì người Hoa mời thầy pháp rất là lẹ, mời thầy pháp tới liền đó. Thì khi mà người thầy pháp tới á, họ nhìn vào bàn thờ và bố cục bàn thờ cũng như mọi thứ á, thì người này nói là người này sẽ giải quyết được cái vấn đề này. Thì ông này cũng đã sử dụng bùa đó, và bùa khi mà họ viết lên những lá bùa đó, ổng quăng vào trong nhà, rồi á ổng cắt những cọng dây chỉ đỏ này, và ổng đã kêu cái linh hồn này phải trở về cái địa ngục, và ổng đã làm được trừ tà được cái buổi hôm đó. Và mọi người lúc này cô này cổ mới cảm thấy họ hối hận đó. Cổ pha lẫn cái chuyện buồn mất con và chuyện hối hận, thì sớm gì cũng được một cái dịp hỏi ra vấn đề là tại sao những cái bùa chú này nó lại nguy hiểm đến như vậy. Thì mình cũng có thể giải thích cho các bạn hiểu trong câu chuyện này bùa chú nó có nguy hiểm hay không.
Bùa chú á, bùa là gì? Bùa là những cái vật mà thời xa xưa đó, bùa là những cái vật mà bạn có thể biên chữ lên đó hoặc để bất cứ cái gì ở trên đó để mà giao ước qua lại với nhau, mà cùng một vật thể. Ví dụ như giấy, một tờ giấy là cùng một, là một cái vật thể. Khi bạn viết một chữ gì đó lên, bạn xé đôi nó ra và bạn đưa cho người bạn, bạn một nửa, bạn cầm một nửa, thì đó, những cái đó người ta gọi là bùa. Nó cũng gọi là một cái mật lệnh hoặc là cái đồ để mà giao lệnh. Cũng như ngày xưa mà vua chúa người ta có ứng phù, khi mà một vị tướng ra trận ta giao là gọi là hổ phù, thì cái hổ phù đó nó cũng là một loại bùa. Đó, nó cũng là một loại bùa. Rồi sau này nữa bắt đầu á, cải tiến hơn là những tờ giấy phong để vừa viết lên đó, nó gọi là bùa. Bùa là một cái vật cùng một vật thể mà các bạn có thể cầm nó giao ước qua lại. Ngọc bội cũng là bùa. Những người ngày xưa á, người ta không có gì để giao ước tính ước, cho nên người ta cầm ngọc bội, người ta bẻ làm đôi, người ta đưa cho người kia để mà khi mà sau này gặp lại á, hoặc con cháu gặp lại, cầm hai miếng ngọc bội ghép lại với nhau, thì đó là một sự giao ước. Đó là cái thứ để chúng ta giao ước với nhau, thì đó là bùa. Đó, còn chú có nghĩa là tên của những cái chữ viết để mà chúng ta dùng mực, máu hoặc là chu sa chúng ta viết lên đó. Thì người thầy bùa á, người ta viết cái gì lên trên đó để mà nó hiệu nghiệm. Có nghĩa là những người nào mà theo mà chánh pháp thì người ta viết tên của những vị thần. Ví dụ bạn gặp cái con ma đó thì bạn biết con ma là con ma gì, thì bạn phải viết tên cái con ma đó lên. Đó, và viết tên cái vị thần mà trị được con ma đó lên thì nó mới linh nghiệm, chứ không phải bạn viết tầm bậy ở trên đó là được. Thì cái ông này á, cái ông mà trong câu chuyện của mình á, cái ông này là cái hồn quỷ mà cái cô này cô gọi lên á, ổng gọi là con, ổng là quỷ trần. Quỷ trần là sao? Quỷ trần có nghĩa là người ta phân biệt người chết, lúc mà người ta chết như thế nào, người ta có cái tên đó. Họ là những oan hồn dứt dưỡng. Ví dụ như người ta chết vì bệnh, người ta gọi là ma ôn. Người ta chết vì thắt cổ á, người ta gọi là ma dòng. Còn người ta chết đuối á, được gọi là ma rà hay gọi là ma da. Còn ma trần, sau khi ma trần nó tu một thời gian, nó sẽ thành quỷ trần. Đó, vì ma trần nó có gì ghê? Ma trần là những con ma rất là lâu năm, nó có thể thành quỷ. Mà ma trần là thường sinh thời, mà họ chết là do bị thú dữ ăn thịt. Có nghĩa là bị cọp ăn thịt, hoặc là sói, cá sấu ăn thịt. Thì các bạn biết rồi, Sài Gòn mình nhiều trăm năm về trước là rừng thiêng nước độc. Khi cha ông mình khai quang mở cõi thì lúc đó cũng không thể nào mà tránh khỏi cái việc là gia chạm với thú dữ. Không ít người bị hổ ăn thịt ở Sài Gòn này. Cái vùng đất của chúng ta ngày xưa là rừng thiêng nước độc nha các bạn. Cho nên là khi cái người thầy mà bên lão, bên thầy pháp vô á, là họ phải kêu, họ phải thỉnh coi như là ông hổ lên để xin trả lại những phần thân thể của con quỷ này. Nó yêu cầu phải kêu lên và trả những phần thân thể của nó khi mà bị kia nó chết á, nó bị ăn thịt mà nó phanh thay ra hết, thì nó xin được trả lại những phần thân thể của nó để nó có thể siêu thoát. Chứ còn bây giờ nó sống mấy trăm năm ở đó rồi mà nó không thể siêu thoát được là vì bị hổ dồ ăn thịt. Mà ông hổ là rất là linh thiêng, nó không thể nào nó đòi mạng ông hổ được. Bạn hiểu không? Hổ là linh thiêng, nó không thể đòi mạng ông hổ được. Cho nên nó rất là tức tưởi, nó sống như vậy. Thì cô này cô đã sử dụng những cái cách gọi bùa không đúng. Cô không hiểu mà cô ghi đại lên trên đó, và vô tình nó phù hợp với vận mạng cũng như tên của con quỷ này. Cho nên cô đã kêu nó từ dưới địa ngục và vô nhà của mình được. Đó mà gây ra sự việc, thì cái người thầy pháp này phải rất cực khổ để mà gọi ông hổ lên để hỏi về sự tình đó. Và rút cuộc á, là không có tìm lại được những chi và thân thể của con quỷ này. Cho nên đành phải làm một cái hình nộm, một cái hình nhân thế mạng để mà ghi tên của con quỷ này lên đó. Ngày tháng năm sinh của năm xưa ghi lên làm cái phép để cho nó có đủ hình hài hình dạng để nó xuống địa ngục mà nó nói chuyện với Diêm Vương để cho nó đầu thai. Chứ bây giờ nó xui á, nó bị hổ dồ chết, nó không biết hổ là ai mà nó tự nhiên bị mất như vậy. Mà cô này dùng bùa thì không đúng. Thực ra bùa chú không có đáng sợ, mà người dùng bùa chú sai mới là đáng sợ. Bùa chú mà người Việt chúng ta sử dụng rất là thường xuyên, đặc biệt ở ngoài Bắc á, chúng ta thấy mỗi lần mà Tết về á, là ngày xưa có cái tục lệ là lấy cái nhành đào cắm ở trên mái nhà. Thì những bạn nào người Bắc mà thời xưa chắc sẽ biết,
Đó, thì ở trên cửa phải cắt hình hai chữ. Đó, thì hai chữ đó là tên của hai vị thần mà nằm ở dưới gốc đào, có nhiệm vụ đó là để xua đuổi ma quỷ và tà ma cho ngày Tết. Đó, thì hai vị thần này tên đó là Thần Trà và Ức Lũy. Đó, thì người ta sẽ ghi hai cái chữ này, Thần Trà và Ức Lũy, để dán lên hai cánh cửa ở ngoài bên ngoài. Đó, thì đó cũng là một hình thức bùa chú. Cái tờ giấy đó là bùa, chú là tên của hai vị thần, Thần Trà, Ức Lũy. Khi bạn viết tên hai người này lên bằng chữ Hán, chữ Nôm, thì đó trở thành là bùa rồi. Chúng ta sử dụng bùa thường xuyên. Còn trong miền Nam mình có cây niêu ngày Tết. Cây niêu ngày Tết thì lại theo đạo Phật, người ta cắm cây tre để cho quỷ ma nhìn thấy và biết là Phật đang hiện hữu ở đó và không dám tới nhà của chúng ta. Chúng ta sử dụng bùa mỗi ngày mà chúng ta không biết thôi. Cứ mỗi lần mà Tết đến hay là lễ hội hay là bất cứ tiệc cưới thì chúng ta đều viết chữ phúc, chữ hỷ ở trên những tờ giấy và dán trước cửa nhà. Đó là hình thức là làm bùa đó. Nhưng mà bùa đó là bùa tốt, bùa trong nhân gian để tạo ra phúc hỷ cho những ngày vui, những cái đại hội, để mà đảm bảo rằng ma quỷ không xâm phạm được những cái hội đó. Nhưng mà những người mà theo tà đạo á, thì các bạn để hiểu, nếu bạn hiểu nó cái câu mình nói nãy giờ á, thì người theo tà đạo thì họ cũng sẽ dựa trên cái bùa. Nhưng cái chú mà họ viết vào trong đó, cái chú là mật lệnh á, họ viết vào trong đó thì không phải tên của những vị thần, mà là tên của những ác ma, ác quỷ mà họ biết. Thì khi bạn viết những cái đó lên á, bạn đốt, thì những con ma con quỷ nó sẽ hiện lên mà nó làm việc cho bạn. Đó là lý do tại sao á, người ta nói á, tương sinh sẽ có tương khắc. Có nghĩa là có con quỷ này sẽ có một vị thần để diệt con quỷ đó. Thì những người thầy pháp phải thuộc hết tên của những vị thần đó, chứ không phải đơn giản. Những người thầy pháp phải thuộc hết tên những vị thần đó, để mà khi người ta tới, người ta hỏi gia chủ là đã gặp con ma trong tình trạng nào, con ma nó chết là chết ra sao, để người ta biết tên của con ma. Thí dụ ma gia phải có gì, còn phải viết chữ Hà Bá, thí dụ vậy. Thí dụ như chết do tai nạn, chết do treo cổ, thì phải viết tên cái vị thần đó, để vị thần đó họ tới, họ đem cái vong đó về. Đó, bùa chú là như vậy. Bùa chú nó không có xấu và nó cũng không có tầm bậy. Chỉ khi nào nó rơi vào tay những người làm tà giáo thì mới bậy mà thôi. Thực ra chúng ta dùng bùa chú mỗi ngày mà chúng ta không biết, những cái gì chúng ta biên vào chữ ở giấy khi ngày Tết, ngày lễ đều là bùa chú hết, nhưng mà để chúc phúc lành. Thì qua câu chuyện này của ngày của Tân ngày hôm nay á, để các bạn hiểu hơn về bùa chú của người Việt và cũng như văn hóa bùa chú của Trung Hoa cũng như các nước trong Đông Dương, để các bạn hiểu được nó sự nguy hiểm nó như thế nào và vận dụng nó ra sao, trong lịch sử nó đến từ đâu. Thì những câu chuyện lần sau Tân lại có những câu chuyện dẫn giải để các bạn hiểu hơn về ngải, về những cái phép thuật khác mà các bạn chưa tìm hiểu tới, để các bạn hiểu hơn sự nguy hiểm, cái nào nguy hiểm và cái nào không nguy hiểm để các bạn phòng tránh. Nếu các bạn cảm thấy thích câu chuyện của Tân ngày hôm nay, hãy subscribe và chia sẻ rộng rãi để chúng ta hiểu hơn về những gì chúng ta chưa biết về tâm linh. Rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ cho kênh của Tân nha. Bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại các bạn trong câu chuyện của ngày mai. Bye bye!